tai nạn lao động khiến 5 công nhân than qua đời trong đêm. Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, tại công ty than Hòn Gai TKV vừa xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 công nhân không qua khỏi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 7, tại lò chợ trống bằng giá thủy lực dạng khung ZH1600/16/24, mức âm 110, vỉa 12 thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại giai đoạn 1 thuộc công ty than Hòn Gai TKV ở địa bàn thành phố Hạ Long. Nhóm công nhân gồm 5 người trong quá trình làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam và công ty than Hòn Gai TKV kịp thời chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến 5 giờ 28 phút ngày 30 tháng 7 đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn, sự cố đã khiến 5 công nhân qua đời. Trước mắt, Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng trên một người qua đời. Công đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng trên một người qua đời. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu là 100 triệu đồng trên một gia đình. Hiện, nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định. Bất an dự án khu tái định cư Triệu Đô thi công dang dở. Thời gian qua, mỗi khi mưa lớn, các hộ dân ở khu 5, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh thường lâm vào cảnh đường giao thông khu dân cư ngập lụt, nước tràn vào nhà. Chỉ tay vào ngấn nước ngập trên tường nhà sau trận mưa lớn, anh Trần Văn Quyền ở tổ 3, khu 5, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long bức xúc. Nhà tôi ở đây nhiều năm không sao. Từ khi dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư ở phía trên sườn đồi được triển khai, cứ mưa lớn là nước từ dự án đổ thẳng xuống phố Đội Cấn, tràn vào nhà nhiều hộ dân ở tổ 3, khu 5. Ông Lê Văn Truyền, bí thư chi bộ, trưởng khu 5, phường Giếng Đáy cho biết, hễ cứ có mưa to là tuyến phố Đội Cấn lại bị ngập 50-60cm. Không những thế, đất đá từ phía dự án vùi lấp xuống phía mặt đường, tràn vào nhà dân, gây mất an toàn và thiệt hại tài sản. Vị trưởng khu 5 chia sẻ, mỗi khi mưa lớn, khu phố phải bố trí cán bộ ra khơi thông dòng chảy, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, đường trơn để đề phòng tai nạn giao thông. Nhưng cứ đà này thì bà con trong khu phố rất bức xúc. Dẫn phóng viên báo giao thông men theo tuyến đường nối từ phố Đội Cấn vào dự án khu tái định cư bị nước xói lở nham nhở. Ông Lê Văn Huyết cho biết, tính đến tháng 9 năm nay thì tuyến đường này đã dừng thi công được 2 năm. Ông Huyết cũng nói thêm, để ngăn nước tràn từ trên mặt đường rồi xuống khu dân cư, khu phố đã cho đắp một số đập nhỏ để nắm dòng chảy vào rãnh thoát nước. Tuy nhiên, hôm nào mưa có lưu lượng lớn thì rãnh thoát nước không thể thoát nước kịp. Qua quan sát của phóng viên báo giao thông, tuyến đường nối phố Đội Cấn với dự án trị giá chừng vài trăm mét được dài bằng cấp phối. Thế nhưng, do nước lũ đã xói lở thành những rãnh, những hố nham nhở trên mặt đường. Thậm chí, quá đoạn, đất dưới vỉa hè đã lát đá bị xói sâu, không biết sập lúc nào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, nhất là các cháu nhỏ. Trong khi đó, vùng dự án thì vẫn còn ngổn ngang công trình. Ông Thuyết thông tin, về lý do dự án dang dở, cơ quan chức năng trả lời là vì có diện tích khoảng 1 hectare dự án đã phát lộ đất sét. Để bốc xúc được khu vực này, phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét. Do mặt bằng khu vực này chưa hoàn thành, nên chủ đầu tư chưa hoàn thiện được tuyến đường nối ra phố Đội Cấn. Trao đổi với phóng viên báo giao thông chiều ngày 29 tháng 7, ông Lưu Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hạ Long cho biết, dự án tái định cư tại khu 5, phường Giếng Đáy có quy mô trên diện tích 4,78 ha với 216 lô đất để bố trí tái định cư, tổng kinh phí trên 65 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2022. Trong quá trình triển khai dự án khu tái định cư, đã phát lộ diện tích rộng 1 hectare với trữ lượng khoảng gần 2 vạn mét khối đất sét. Căn cứ vào quy định của pháp luật, đất sét là khoáng sản, do vậy, muốn bốc xúc để hoàn thiện mặt bằng dự án thì phải được cấp có thẩm quyền quyết định. Và với nguyên nhân này, từ năm 2022 đến nay, dự án rơi vào cảnh dậm chân tại chỗ để chờ thủ tục khai thác đất sét. Hiện, dự án đã cơ bản hoàn thành được 150/216 ô đất để bố trí tái định cư, nhưng do có vướng mắc về mặt bằng nên ngày 18 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thêm 1 năm nữa. Hiện, việc khai thác diện tích đất sét này đã được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hạ Long trình cấp có thẩm quyền, dự kiến đến ngày 31 tháng 8 tới đây sẽ xong các thủ tục. Ông Tuấn nói, với diện tích hẹp, trữ lượng ít như vậy, nếu được cấp quyền khai thác thì chỉ một thời gian ngắn là hoàn thiện được mặt bằng. Về nguyên nhân dẫn đến ngập,
lụt cục bộ phố Đội Cấn gây ngập nhà dân ở tổ 3, khu 5, phường Dính Đáy. Ông Tuấn cho biết, do vướng mắc mặt bằng nên việc thi công hệ thống thoát nước chung của dự án không thể hoàn thiện đồng bộ. Mỗi khi mưa lớn thì hệ thống thoát nước không đáp ứng được yêu cầu nên đã tràn ra mặt đường gây ngập cục bộ phố Đội Cấn. Ông Tuấn cho hay, để khắc phục thì mỗi khi có dự báo mưa lớn, đơn vị đã bố trí thiết bị, nhân lực để kịp thời khắc phục sự cố, không để ngập úng kéo dài và thu dọn đất, cát bị trôi ra mặt đường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến giao thông. Ông Tuấn cũng đề xuất, hiện tại, cùng với việc nhanh chóng hoàn thiện thủ tục khai thác đất sét, chúng tôi cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân phường Dính Đáy yêu cầu các hộ dân lấn chiếm, làm hẹp hệ thống thoát nước ở phố Đội Cấn và tổ chức nạo, vét, khơi thông dòng chảy để đảm bảo đồng bộ với tuyến thoát nước mới từ dự án đấu nối ra sau này. Động đất gia tăng bất thường tại Kon Tum, Thủ tướng yêu cầu làm rõ. Công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo tin từ Viện Vật lý Địa cầu, trong các ngày 28 và 29 tháng 7 đã liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Trong đó, trận động đất lớn xảy ra vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 7 với độ lớn M bằng 5.0, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 ở khu vực tâm chấn và lân cận. Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất quan trắc được từ năm 1903 tới nay tại khu vực. Theo thông tin sơ bộ, động đất đã gây một số thiệt hại về nhà ở, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân trong vùng, đặc biệt là khu vực gần tâm chấn động đất. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi đến nhân dân khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và các địa phương trong khu vực thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi động đất, tránh tâm lý hoang mang, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ông chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra nắm bắt tình hình, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chủ động tổ chức sơ tán, bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ có nhà bị hư hại nặng, không đảm bảo an toàn, huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở, ổn định cuộc sống theo quy định và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại. Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là đối với hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông để kịp thời phát hiện, có biện pháp ứng phó và khắc phục các sự cố, hư hỏng để đảm bảo an toàn cho công trình. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải được giao chỉ đạo kiểm tra, triển khai các công tác khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, công trình giao thông, nhất là các hồ đập, hồ chứa nước, công trình giao thông tại khu vực gần tâm chấn động đất. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả động đất theo yêu cầu của địa phương. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục tổ chức theo dõi diễn biến và các dư chấn động đất, phối hợp với các cơ quan chức năng, huy động các chuyên gia, nhà khoa học làm rõ nguyên nhân động đất gia tăng bất thường trong khu vực, kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng và người dân để phục vụ công tác truyền thông và chỉ đạo ứng phó, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng gây hoang mang, bất ổn trong nhân dân. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin về động đất, tăng cường truyền thông, hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó với động đất, tránh hoang mang và giảm thiệt hại do động đất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo nhiệm vụ được giao, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả do động đất theo quy định, kịp thời tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.